Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, ngày 15 tây tháng 7 năm 2016 vừa qua đã có một cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Vũ Trung liên quan tới sự kiện thời sự này. Xin mời quý vị theo dõi. Nhà báo Vũ Trung, việc đảo chính này là một tin tức lớn ở trên thế giới. Tuy nhiên cũng có người đã xem qua, vì có những người chưa hiểu rõ lắm. Anh có thể trước khi cho một số nhận định liên quan tới sự kiện này, anh có thể lướt qua đôi chút về sự kiện, thưa anh. Thưa quý vị, kính chào anh Vũ Hoàng Lân. Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên nó là một ngày xưa người ta hay gọi là đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman là một cái quốc gia rất là hùng mạnh về mặt quân sự, đánh đâu thắng đó, nổi tiếng ở trong cái khu vực Trung Đông. Mà người dân của Thổ Nhĩ Kỳ đại đa phần là những người mà tín đồ Hồi giáo. Erdogan vượt lên qua một trận đảo chính và ông ta đã trở thành một tổng thống. Thưa quý vị, qua cái chính biến hay là cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7, nó cho chúng tôi ghi nhận một vài điều. Điều thứ nhất, chính phủ của Tổng thống Erdogan đã thoát hiểm vì cái cuộc chính biến gây ra bởi một số các quân nhân ở trong chế độ của ông. Là phải chăng nó hội đủ một số các điều kiện mà người ta hay nói rằng một chính phủ do dân, vì dân và của dân. Nhưng mà về cá nhân tôi nghĩ rằng có lẽ trong thời gian mà ông làm tổng thống, ông quả thật đã làm được nhiều điều vì dân. Cho nên mới xảy ra ngay từ những giây phút đầu tiên, ông kêu gọi ở trên cái mạng lưới xã hội là Twitter, ông kêu gọi người dân hãy xuống đường, tập trung tại phi trường, là cái nơi mà máy bay của ông sẽ đáp xuống tại phi trường ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Và quả thật khi máy bay của ông đáp xuống, khi tiếng súng, tiếng đạn và xe tăng của nhóm quân đội đảo chính còn đang hiện diện ở tại những khu vực quan trọng, chẳng hạn như những cái dinh cơ quốc hội, chẳng hạn như chung quanh phủ tổng thống, thì ông đã được người dân ở thủ đô tràn xuống đường bảo vệ cho ông. Ở trên những cái mạng internet, người ta rất là ngạc nhiên tại sao có những người mặc thường phục đã nằm lăn ở trước cái xe tăng của nhóm quân đội đảo chính này để mà cản trở cái bước tiến của nhóm quân đội đảo chính. Nó không phải chỉ một vài trăm người dân ở thủ đô tràn ra, mà theo lời kêu gọi của ông, người dân đã đứng lên, và cũng vì ông rồi mới dẫn đến cái cuộc đảo chính của nhóm quân đội thất bại rất nhanh chóng. Đến độ mà người ta phải tự hỏi rằng là nếu như không có cái mạng xã hội toàn cầu như Twitter, mà nếu ông Erdogan mà không được, hay là không được cố vấn để mà sử dụng cái mạng lưới này, thì liệu rằng cuộc đảo chính nó sẽ diễn tiến đi tới đâu? Mới chỉ có sơ sơ như thế thì thông tin ghi nhận là đã có 161 người chết, và người ta đã ghi nhận được con số là bắt giữ được hơn 2.000 số quân nhân lật đổ chế độ của ông Erdogan. Trở lại vấn đề là cái thoát hiểm của ông Erdogan, thoát hiểm để cho Thổ Nhĩ Kỳ không rơi vào cái chỗ hỗn loạn, đó là cái mạng lưới xã hội toàn cầu. Nhưng mà trên hết một lần nữa là ông là một người không những là được người dân bầu ra, và ông đã vì người dân làm được nhiều điều cho người dân, cho nên ngược lại người dân cũng vì ông mà lăn xả cho cái định mệnh chính trị của ông, cho cái sự ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta là những người ngoài cuộc, là những người Việt Nam, chúng ta nhìn ra một cái điểm rất giá trị. Và người đứng ra cầm đầu tổ chức đảo chính lần này không phải là một nhân vật vừa, không phải là một nhân vật không tên tuổi, mà là một nhân vật rất có thế lực ở trong thành phần trí thức của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Có những dư luận theo gọi là thuyết âm mưu cho rằng đây là một cuộc đảo chính được dàn dựng để tạo thêm uy tín cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Anh nhận định như thế nào về cái dư luận đó, thưa anh? Trên thực tế thì ý điều anh muốn nói, nếu tôi hiểu không lầm, đó là cái cụm từ, cái thuật ngữ gọi là đảo chính giả. Vâng, đúng như thế đó. Có một đôi khi những người làm chính trị họ cũng muốn tổ chức một cuộc đảo chính giả để thử xem cái sức mạnh của họ nó ở mức độ như thế nào. Nói một cách khác, đã có những người chính trị thường khi mà gặp những cái sự mâu thuẫn trong nội bộ với nhau thì người ta đưa ra vấn đề trưng cầu dân ý
để mà triệt hạ đối thủ. Nếu mà tuyệt đại đa số những người dân vẫn còn ủng hộ họ thì đương nhiên phía đối thủ sẽ phải chấp nhận cái trò chơi gọi là đảo chánh giả hoặc là trưng cầu dân ý. Thì chúng ta hiện nay thì chưa có những thông tin nào nhất định, nhưng mà tôi về phần tôi nhìn thấy số lượng người chết là trên 160 người, rồi số lượng quân sĩ đảo chánh bị bắt trên dưới gần 4 tiểu đoàn, nếu tính mỗi tiểu đoàn là 500 người, gần 2.500 người, thì con số đó khó có thể nói rằng là đảo chính giả để đến độ mà đổ máu người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vụ đảo chính này, tin tức cho thấy là quân phía đảo chính đã chiếm lấy những cái cơ sở truyền thông, và cuối cùng Tổng thống đã sử dụng cái phương tiện truyền thông mạng để mà có thể truyền thông điệp của ông đối với lại người dân, để lấy sự ủng hộ của người dân. Bên cạnh đó, gần đây chúng ta cũng thấy là ông ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cũng thường xuyên sử dụng cái truyền thông mạng, mà cụ thể đó là Twitter, để mà có thể truyền các thông điệp qua những cái sự kiện lớn như vậy. Anh đánh giá về cái vấn đề ảnh hưởng của truyền thông mạng đối với lại cái vấn đề chính trị của các nước hiện nay, thưa anh? Thưa anh, những cái mạng lưới Facebook, những cái mạng xã hội như là Twitter, Google tìm kiếm, hoặc là ngay cả cái phố Bonsa TV nữa, cũng là một trong những cái mạng truyền thông. Có điều là chúng ta đặt ra đó là mạng truyền thông xã hội, mạng xã hội hoặc là mạng giải trí hoặc là mạng văn nghệ, tùy theo chúng ta. Thế nhưng mà đã gọi là những cái gì phổ biến cho công chúng thì đó đều có tác dụng nhất định của nó hết. Cái vấn đề đặt ra ở chỗ là qua cái sự kiện mà đảo chánh ở Thổ Nhĩ Kỳ giữ được Tổng thống Erdogan, người Thổ họ gọi là Erdogan, chúng ta theo kiểu tiếng Anh là Erdogan, thì ông đã thoát hiểm, thì cũng nhờ mạng truyền thông. Và từ đây cho tất cả các lãnh đạo trên thế giới và người dân thấy rằng là thứ nhất là mạng lưới xã hội rất quan trọng. Có thể một số quốc gia vẫn chủ trương là độc tài vì lý do nào đó, không chấp nhận có những cái mạng lưới xã hội diễn ra trong đất nước mình, hoặc là cắt đứt đi khi có những cái gì không có lợi cho mình, thì phải nhìn thấy là chính những mạng xã hội đó đôi khi nó lại giống như ông Erdogan vậy, nó đã cứu sống ông. Nhưng mà quan trọng hơn cả, lãnh đạo của một đất nước là phải làm việc tốt cho người dân và mới được người dân lăn xả ra bảo vệ. Không, chưa có thấy một cái cuộc đảo chánh nào. Trước kia chúng ta thấy ở Thiên An Môn, Trung Quốc, thì cũng chỉ có một thanh niên đứng cầm hai cái bị đứng trước đầu xe tăng. Nhưng mà ngày hôm nay một lần nữa thế giới bàng hoàng, và tôi tin rằng cái hình ảnh mà của một người đàn ông, người Thổ nằm trước cái bánh xích của xe tăng á, để cản đường bênh vực tổng thống của mình á, thì đó là một trong những hình ảnh sẽ nói đi vào lịch sử. Anh Vũ Hoàng Lân cứ tưởng tượng nhé, bây giờ mình nói đi vào cái tình hình đất nước của Việt Nam đi. Tại sao người dân Việt Nam bây giờ có vẻ quen thuộc với thế giới bên ngoài? Câu trả lời chắc chắn rằng đó là cái mạng xã hội đã làm cho con người gần gũi nhau. Chính vì thế cho nên các ứng cử viên nhiều, giống như anh Vũ Hồng Lân ngay từ đầu đã nêu, là đã biết tận dụng từ ông Obama cho đến ông Donald Trump, hoặc giả là cái bà Hillary Clinton, họ đã biết tận dụng cái mạng xã hội để lôi kéo những người yểm trợ cho họ, để lôi kéo những người đóng góp cho họ. Thì Việt Nam sớm muộn cũng phải biết cái giá trị của cái mạng xã hội đó. Và chính những lãnh đạo nhà nước có lẽ cũng đã thấy hết rồi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là cái quan trọng nhất, cái công việc của những người lãnh đạo đất nước là công việc phải phục vụ cho người dân. Và phải làm thế nào để cho người dân cảm thấy cái giá trị của công việc mình mang lại, cái đời sống phúc lợi cho họ, hạnh phúc, no ấm cho họ, thì sẽ được bảo vệ thôi. Đó là cái sự, đương nhiên các cụ mình hay nói là có vay thì có trả và ngược lại, thì làm được ơn thì sẽ được đáp. Tôi tin rằng là qua cái sự kiện Erdogan, chúng ta là những người Việt Nam rút ra được rất nhiều những cái bài học từ cái biến chính này. Xin cảm ơn nhà báo Vũ Trung một lần nữa với vụ đảo chính ngày 15 tháng 7 năm 2016 vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, một sự kiện còn rất nóng hổi và đã được truyền thông quốc tế và trong nước quan tâm rất nhiều. Buổi nói chuyện với nhà báo Vũ Trung, hy vọng góp thêm phần nào một số nhận định của những người có quan tâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Phobosa TV.